Đồng chí sĩ. Chào bà con. Chào bà con rất nhiệt tình. Chào ông bác đang xem live của em nhé. từ từ để anh ngắm cho đã. Để... ngắm cái gì, ngắm qua chỗ này đấy. Không, đây. Từ cột này sang cột kia. Mày phải cho vào cái khe đây này. Khe này hả? Cái khe nhỏ cái kìa. À khe to này, đây. Được. Từ từ ông lấy một cái dây đây. Ông có mang kìm đi không? Ờ có. Đạp ở giữa ấy nhá. Không bị mẹ tí nó gãy mẹ cáp đi này. Đây đây. Xì tốp. Này nó muốn lắp cam nhưng mà cam của nó. Thế nào? Mình lấy công, có gì đâu. Nó, ai bảo? Ông kia. Ông kia bảo ông chủ và mấy nó mang cam xuống. Mình lắp cho. Được, cảm tốt. Sếp à? Anh, chú đấy về rồi à? À. Sếp hỏi điện lực lên hay không? Hỏi điện lực Hòa Bình mình đây không? Cái gì đây? Cháu điện lực thì cháu không. Đi xóa điện lực đi. Bên đấy thì em chịu. Ấy vừa đi qua Hồng Kông làm này mà nhìn biển số xe của các sếp được biết ngày. À chú đấy làm bên điện lực đấy. Ừ. Điện lực của Hòa Bình đó. Kia cơ, ông lên cùng cơ. À. Xe đấy. Còn 30F gì đấy á? 29 Hà Nội đấy. Chỗ này em cũng treo là được tốt ạ. Chỗ em treo được mà. Đường thì đường. À, mày chốt ở đấy cũng được đấy. Alo. À. Có. Có đấy. Đặt gần vào ông ơi. Đấy, đặt thế nó mới vững. Camera là ông chủ là tự mua à anh? Anh không biết ông mà cứ kéo xong có gì đi nó cho anh cái số điện thoại của bọn em. À. Chắc là ông tháo ở dưới nhà máy dưới nhà để bọn em lắp thôi. Nhà máy dưới á? Hả? Nhà máy á? Không, máy ở dưới nhà có can rồi. À. Thì bọn em thì anh mua dây thôi. À. Thì bọn em thuê bọn em lắp thôi. Hắn vừa dặn mà, đi hắn dặn mà. Không được à? Ngắn, đấy đấy. Cái này thì mình phải. Đấy, không phi xe vào luôn gặp hắn đi. Không, lúc nãy đang mạnh lắm.
đang gặp mấy con em xinh đẹp ngoài kia kìa. Ông nào? Muốn làm năng lượng mặt trời à? Làm khoảng 2 hát. Ông này bỏ vốn vào đất còn bên điện lực thi công các thứ. Nhà đây à? Nhưng mà ông làm lúc nay ông bảo ông chốt đi. Đấy ông kể. Tức là muốn làm cái gì? Ừ, định làm rồi thế gọi bên điện lực phải làm đấy. Thế á? À? À thế thì đéo được rồi, tí nữa phải gọi. Cái bọn làm điện năng lượng mặt trời bọn em biết làm. Mày cũng biết làm năng lượng mặt trời à? Kinh nhỉ. Quá. Dùng một cái dây mà vòng qua kìa nhé. Phạt cái gì mà phạt? Sợ phạt à? Em bao nhiêu? Mình quen nhau. Giang. Cười lên xem nào. Ngó lên đây xem nào.
giao tiền ở đâu? Thôi. Cái gì chưa? Này, đồ này. Ấy à, cái này một cục ấy hai cái ấy à? Ờ, super net. Tháng này em bị ra một con, em làm nào giờ? Super net á? Ừ. Đấu cho nhà em. Nhà em ơi. Cắt hợp đồng đi. Mà cắt hợp đồng kia đi à? Điên là mới được 6 tháng nó hủy, nó lại chửi cho à? Chuyển nhà khác chứ. Chuyển, ờ nhờ, anh có nhà nào bảo em chuyển đầu cái nhà em nhá. Ừ. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi. Đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm. Đủ không em ơi? Đủ không? Không, dư. Dư à? Ê, không lấy dây trên kia, không cắt gì, một cái gì. Mua hai chép rồi đấy. Hay từ đây sang thẳng cột kia nhỉ? Tốt nhỉ? Đó. Được không? Được. Anh nghĩ là được đấy em ạ. Không. Mày xuống cắt đầu bên kia đi. Ông kéo đi. Tôi skin cái quả này. Không dư. À dư chắc. Dư nhiều. Tí mình đi thẳng chéo cơ đấy. Thôi mẹ mày. Nghe anh. Cầm đầu sang bên này. Kỳ náo còn tốt này, đẹp mẹ. Đi thẳng xuống cột dưới nhá. Ô chị, quên tách dây rồi. Ông có kìm vào đấy không? Nó sắn. Nặng nhỉ? Nó này như vậy nặng. Hết rồi. Anh chéo cái cột kia luôn. Hả? Anh chéo cái cột tủ luôn. Ông à? Ông được tài.
Đâu đào vào chân này cho ta. Không đùa à? Bảy trăm mét. Bảy trăm mét.